Vâng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại anh chị. Và ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đồng Green chia sẻ anh chị một cái mẫu nhà 2 tầng thiết kế đặng tân cổ điển rất là đẹp mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Hưng ở Tiên Du, Bắc Ninh anh chị nhé. Thì công trình đã được hoàn thiện, thì mời giờ các bạn sẽ quan sát chi tiết công trình. Đây là cái không gian mặt tiền phía trước của công trình là 12,5m, chiều sâu nhà là 10,5m các anh chị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái bộ hồ sơ chi tiết của công trình. Và với bộ hồ sơ chi tiết này thì chúng ta sẽ nhìn xem là cái ngôi nhà của chúng ta sẽ toát lên cái vẻ đẹp như thế nào. À, với cái góc nhìn của công trình này thì các anh chị là tất cả các ô cửa sổ đều cuốn vòm với chị nhé. Đặng tân cổ điển đều cuốn vòm và các cái đường chỉ lõm tạo ra điểm nhấn đặc biệt của không gian. Và đây là cái không gian đằng hồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhìn cái không gian trực diện của công trình. Với cái góc điện nhìn trực diện như này thì các anh chị có thể quan sát bước 5 bậc vào đây, khu vực vào phòng khách thì cột tròn kép các anh chị này, cột tròn kép và cuốn vòm này. Các ô cửa sổ chúng ta vuông và phần cuốn vòm và trên cũng như vậy. Và đây không gian vào bếp chúng ta cũng bước 5 bậc và ô cửa chính chúng ta nó cuốn vòm, cửa hai cánh và tất cả các ô cửa sổ đều cuốn vòm. Và các cái điểm nhấn ở phía trên mái của công trình và ngói màu tím này nhìn là rất là đẹp và phong cách rất là tao nhã các anh chị nhé. Ở góc nhìn tiếp theo, ở cái góc nhìn này thì chúng ta sẽ quan sát được cái không gian của công trình nổi bật. Ở đây là khu vực bếp cũng được lợp mái ngói và tất cả các khu ngói còn lại của công trình để chúng ta nhìn rõ hơn ở cái góc phía đằng hồi. Và ở trên đây là các cái điểm nhấn trụ này, và các cái đầu chúng ta con thế con quỳ và các cái vị trí đèn chiếu sáng của công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn từ trên cao. Ở góc nhìn từ trên cao này thì các anh chị có thể quan sát được hệ mái của công trình. Đây là mái sảnh hiên dưới tầng 1, đây hệ lam phần trên này và các cái phần nóc mái này các anh chị nhìn toát lên vẻ đẹp. Và không gian góc nhìn mái phía tiếp theo, ở góc nhìn này thì các anh chị sẽ nhìn chi tiết được cái phần mái này anh chị nhé. Thì sau này phần thi công mái thì dễ quan sát hơn. Về cái công năng bên trong, công năng bên trong thì các anh chị có thể quan sát ở đây thì chúng ta sẽ có bước 5 bậc vào khu vực chiếu nghỉ này. Đây là phòng khách kết hợp với phòng thờ đấy nhé, khách kết hợp với thờ. Sau đó cầu thang đi lên trên tầng 2 và đến một phòng ngủ công vị vệ sinh phía sau cầu thang. Và bước 5 bậc ở vị trí ô tô đỗ đây thì chúng ta sẽ vào khu vực phòng bếp với phòng ăn. Đấy, rất là nhỏ gọn và đơn giản. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ lên trên tầng 2. Ở trên tầng 2 thì chúng ta đi cầu thang lên trên khu vực này, lên đây thì chúng ta sẽ thấy là cả một cái khoảng không ở giữa và hai phòng ngủ. Và đây là chúng ta cái mái của khu vực bếp và có phần ban công phía trước anh chị này. Rồi đây là cái không gian đất của công trình theo cái kích thước đất và sổ đỏ, các vị trí lối đi ngõ đi vào, và đây là vị trí đất của nhà anh Hưng anh chị nhé. Thì phần chi tiết nào bạn Carmen sẽ cùng tôi để khám phá chi tiết ở phía dưới, tôi sẽ chia sẻ cho anh chị thêm để anh chị có góc nhìn tốt hơn. Đây là cái phần góc nhìn chi tiết của các anh chị này. Đấy, ở đây thì các anh chị nhìn quan sát đầu bút, phòng khách là phòng thờ 33m², phòng ngủ chúng ta 16m², phòng bếp ở đây là 16m² anh chị nhé. Khu vệ sinh 3,8m², đây là cầu thang chúng ta đi lên từ đây. Rồi tiếp theo thì các anh chị quan sát cái không gian mô hình thứ 2D thì có 3D. Ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ đi cầu thang từ dưới lên đây 23 bậc, chúng ta vào đây khu một phòng ngủ số 2 16m², phòng ngủ số 3 15,6m². Hai phòng ngủ này sẽ sử dụng chung phòng vệ sinh ở phía trên, vì dưới giống nhau, vào cái phần sân chơi của chúng ta đây là 8,2m². Đấy, thì các anh chị quan sát hồ sơ bản vẽ rất là chi tiết, thứ 2D có 3D. Đấy, và cái hệ mái của đây chúng tôi cũng đìm kích thước cái chiều cao đấy để chúng ta xây tường thu hồi. Đấy, phần xà gồ và độ dốc mái thì tôi tính toán đây là phần dốc là 30 độ anh chị nhé, tất cả tổng quan là 30 độ. Đấy, phần chi tiết các cái vị trí gạch ốp lát chúng tôi cũng tính toán rất là kỹ để mặt là bản vẽ kiến trúc. Và các cái chi tiết ô cửa sổ cuốn vòm ở cạnh đằng hồi đây. Đấy, các anh chị nhìn cứ một bản vẽ 2D thì có bản vẽ 3D. Đây bản vẽ 2D đây, các vị trí ô cửa sổ đây, bản vẽ 3D đây, cứ 2D có 3D. Đấy, bản vẽ cầu thang đây. Đấy, khu vực vệ sinh. Đấy, khu vực cửa chính, cửa sổ cuốn vòm đây các anh chị nhé. Các cái chi tiết cuốn vòm bán kính của chúng ta đây. Đấy, các thông số rất là chi tiết để chúng ta thi công. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ kết cấu công trình này thì sử dụng đó là cọc ép bê tông các anh chị nhé. Đấy, và dầm là 300-600. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái chi tiết bản vẽ kết cấu. Thì phần này tôi xin phép mở nhanh một chút vì cái hồ sơ bản vẽ kết cấu tương đối dày.
Sau bản vẽ kết cấu thì chúng ta sẽ đến với cái phần bản vẽ điện nước của công trình nhé chị nhé. Đấy, sơ đồ mặt bằng camera cũng rất là đầy đủ cho anh chị. Và cuối hồ sơ bản vẽ, đây là sơ đồ nguyên lý thoát nước này. Đấy, các anh chị nhìn. Phần trang cuối cùng thì chúng ta sẽ có phần tổng hợp vật tư cho anh chị để các anh chị nhìn. Tôi xin phép mở một tiến trang cuối luôn. Bạn cameraman sẽ sát ở đây thì chúng ta sẽ gạch xây của chúng ta này. Hết 59,8 khối, quy đổi ra viên thì hết 34.000 viên. Đấy, ngói của chúng ta hết 1.914 viên. Tương tự như vậy thì anh chị có thể dừng màn hình anh chị xem lại. Và đến phần cốt thép của chúng ta là tổng là hết 8,7 tấn. Đấy, tổng từ thép phi 6 đến thép phi 20 chúng tôi tính toán rất là chi tiết cho anh chị. Qua đây thì chúng tôi chân thành cảm ơn gia đình anh Hưng ở Tiên Du, Bắc Ninh đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc anh và đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thì chúng tôi cũng có một chút chia sẻ với anh chị. Trong quá trình tư vấn thiết kế thi công xây dựng rất nhiều công trình thì chúng tôi đã đúc rút ra viết ra cuốn sách, đó là Xây Nhà Cùng Bạn. Trong cuốn sách này chúng tôi chia sẻ toàn bộ những cái phần mà chúng tôi lưu ý quan trọng để cho chủ nhà thi công xây dựng căn nhà nó chắc chắn. Và phần 2 cuốn sách nói về các cái quy luật và các cái công việc để chúng ta giữ được một ngôi nhà hạnh phúc trong gia đình. Tôi muốn chia sẻ cuốn sách này cho anh chị muốn sử dụng cái cuốn sách này, muốn mua cuốn sách thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi theo cú pháp như sau. Đó là số điện thoại cộng với tên sách gửi về số Zalo là 0386325566. Chúng tôi sẽ gửi cuốn sách này về các anh chị. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.